Hầu hết các nhà giao dịch đều đồng ý rằng những tin tức thường xuyên quan trọng nhất đối với thị trường là các báo cáo về việc làm và tuyên bố của Hoa Kỳ cũng như các cuộc họp báo từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, FOMC, thường họp 2 lần mỗi quý. Ví dụ, trong quý 2 năm 2023, Fed đã họp vào ngày 3 tháng 5 và ngày 14 tháng 6, nhưng không có cuộc họp nào vào tháng 4. Tuyên bố từ Fed quan trọng cả về thông báo thực tế, tức là lãi suất và nới lỏng định lượng thay đổi hay giữ nguyên, cũng như về cách diễn đạt của tuyên bố. Cách diễn đạt có thể gợi ý về chính sách trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc họp báo sau tuyên bố cũng rất quan trọng vì câu trả lời của chủ tịch hiện tại là Jerome Powell không phải lúc nào cũng được viết sẵn và thị trường có thể phản ứng mạnh mẽ với những thay đổi khá nhỏ trong giọng điệu và sự tự tin. Nói chung, Fed không muốn gây bất ngờ cho thị trường trừ khi cần thiết. Do đó, một sự thay đổi bất ngờ trong chính sách hoặc gợi ý về sự thay đổi xu hướng trong tương lai có thể gây ra những phản ứng rất mạnh trên biểu đồ. Khi người tham gia giao dịch quyết định đưa ra những định giá thị trường có thể là do các sự biến động rất lớn, ngay cả đối với các cặp ngoại hối chính. Trong đa số trường hợp, các ngân hàng trung ương có ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường trong dài hạn. Một phần là do phải mất ít nhất vài tháng để thị trường cảm nhận được toàn bộ ảnh hưởng từ việc tăng hoặc giảm lãi suất. Không chỉ CFD mà còn cả bất động sản và những công cụ khác có tính thanh khoản thấp hơn. Lạm phát và dữ liệu việc làm là yếu tố chính trong chung và dài hạn vì chúng ảnh hưởng đến hoạt động tiếp theo của ngân hàng trung ương và niềm tin của người tham gia đối với nền kinh tế của một quốc gia. Các dự báo đến trễ như biến động trong GDP thông thường không có tác động lâu dài đến thị trường, nhưng điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ bất ngờ, nếu có, và mô hình tổng thể trong dữ liệu. Tin tức về việc một quốc gia bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật được đo bằng việc GDP giảm sút trong hai quý liên tiếp có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Một số loại tiền tệ và công cụ khác sẽ chú trọng tới các thông tin công bố khác nhau. Các nhà giao dịch giàu thường tập trung vào các cuộc họp của OPEC cộng và dữ liệu cổ phiếu thông thường. Trong khi đó, những người giao dịch đồng đô la Úc có thể tìm hiểu sâu hơn vào dữ liệu thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc. Phương pháp cơ bản để giao dịch theo tin tức là chờ thông tin được công bố thực sự, kiểm tra thật nhanh xem đó có phải là tin tức bất ngờ hay không. Nếu có thì hãy giao dịch theo hướng bất ngờ. Ví dụ, nếu đồng thuận báo cáo việc làm của Hoa Kỳ là 300.000 NFP nhưng số liệu công bố thực tế là âm 300.000 và tỷ lệ thất nghiệp là 3% nhưng số liệu công bố thực tế là 6%, thì hầu như tất cả những người tham gia thị trường sẽ bán đồng đô la, ít nhất là trong thời gian ngắn. Đó là một ví dụ cực đoan gần như không thể xảy ra trong thực tế, nhưng các sự kiện thực tế cũng diễn ra tương tự như vậy. Mức độ biến động tiềm ẩn phụ thuộc vào tâm lý cũng như mức độ bất ngờ của thông tin công bố.